Hola, xin chào các bạn đang xem kênh Mai Tây Vlog. Trời ơi, hôm nay các bạn ơi, hôm nay mình có em Thùy xinh đẹp tới nhà thăm. Và nhân tiện đó thì hai chị em mình sẽ thu hoạch các cái loại rau răm, với cá, húng lủi, tía tô các loại nhân luôn nha. Nhưng mà rau muống thì mình sẽ không cắt nguyên cái đoạt tía tô ở dưới này luôn nè. Thì bây giờ mình sẽ nhờ em Thùy quay phim cho mình. Hôm nay là em Quỳnh sẽ được xem video của hai chị em với nhau nè. Đó. Hello. Rồi bây giờ mình sẽ cắt rau răm trước nha. Hôm nay hai chị em mình sẽ làm món cơm gà gỏi rau răm với lại hành tây đó. Rồi đã quá. Chị sẽ cắt cho nó lên đợt mới. Rồi từ ngày giờ em có cắt không hay là trồng rồi đâu với măng? Dạ không, chưa cắt đó chị. Đó, em phải cắt nó đi, kệ đừng có tiếc. Dạ. Phải cắt cho nó, khi nào ăn cái gì cứ cắt, ăn ít cũng được. Xong rồi nó sẽ lên, còn em không cắt là nó cứ dài ra à. Dạ. Đó. Thể thấy mặt, thấy nguyên hình chị, rồi. Thấy không? Thấy chị. Rồi, bây giờ hồi nãy giờ hai chị em ham nói chuyện cái cách qua tới cái này rồi mà không quay cho các bạn coi húng lủi ha. Trời ơi, rất là nhiều húng lủi luôn các bạn ơi. Rất là nhiều luôn. À, bây giờ phải tranh thủ cắt để ăn á các bạn, chứ không thôi á là tới tháng sau á là trời lạnh là mấy cái này nó rụi tàn hết đó các bạn ơi. Ở bên này á trời nó lạnh, tháng 9 là nó lạnh rồi. Tháng 9 là vào thu mà lạnh là như mùa đông của Hà Nội mình, chứ không phải là thu mà mát mát đâu. Thu bên này là queo quắp luôn á. Trời đang mưa lâm râm cho nên lạnh. Thích nấu mì Quảng không? Trời ơi ngửi nè. Đã. À, thơm ha chị ha. Thơm. Vì cái cây này nó lên bông rồi nhưng mà chị nghĩ là không ăn thua đâu. Tại vì lên bông em có thể hái bông để sang năm trồng tiếp. Nhưng mà chắc là chị sẽ để cho nó lên một ít bông. Quá trời quá đất luôn á. Nó em thấy hai loại húng lủi khác nhau không? Dạ. Hai loại nha. Mùi nó cũng xem. Cái lá này thấy nó bự hơn, bên tròn này lá hơn. Bự hơn dạ. À, một bên lá tròn, một bên lá tim tim. Đây nè. Lá này khác nè, lá này khác nè. Bây giờ các bạn ơi, ở đây có nhiều loại tía tô lắm. Các bạn nhìn thấy không, nguyên dọc này là tía tô đó. Mình sẽ cắt tía tô luôn nha. Thì mình định là lấy cái lá tía tô này là mình làm cái món bò cuốn lá tía tô thay vì lá lốt. Đó, phải sáng tạo mà ăn chứ biết sao giờ. Chị đang định để cho nó ra bông á em, tại vì cái này là phải trồng bông chứ nó không có lên lại. Dạ. Trời đảo. Cái này cũng ra bông được không chị? Có. Đảo quá, đảo quá. Người ta trồng ra bông nữa chứ chị trồng hơi chậm hay sao, nó không có ra bông. Đảo quá. Trời ơi cái này là hả, chị quý lắm em. Tại vì á em thấy đó đi mua dễ gì mà có đầy đủ. Từ ngày giờ dạ. Em có mua không? Em có mua chị. Nó có đầy đủ không? Không có đầy đủ thôi chị. Đó, chị thấy đi mỗi lần nó chỉ có một bịch quế nè, rồi có khi nó có kinh giới nè. Dạ. Chứ hiếm khi mà trong cửa hàng mà nó có đầy đủ một lần như vậy lắm, ngộ thiệt chứ. Mà chị thấy mùa hè dễ trồng không mà sao người ta không có để mà bán ha. Dạ. Mà giá nó mắc nữa chứ. Đúng rồi, trời ơi. Đã không các bạn? Tía tô mới có một cây trồng sơ sơ. Quá trời quá đất luôn. Rồi từ ngày giờ ở nhà em ăn kiểu sao? Kiểu lai lai đúng không? Dạ. Chị là cũng ăn lai lai không á. Buổi tối là lai, còn buổi trưa là bản sắc của chị. Dạ. Buổi sáng Việt Nam. À, buổi sáng cũng vậy, là đồ ăn Việt Nam. Ok. Rồi bây giờ qua tới giúp cá nha. Giúp cá là hả, cái món này là ăn nhín nhín nè, bởi vì nó không có lên nhanh như những cái món khác các bạn ơi. Trời ơi, nó thơm. Giúp cá là ăn tốt.
ăn mát ha. Dạ. Sang năm mà nếu như mà tại vì nhà này nhà thuê mà, nếu mà có cái nhà mà có đất á, chị là sẽ cố gắng trồng diếp cá nhiều nhất, tại vì dạ, diếp cá ăn rất là tốt. Mai mốt mà chị trồng có nhiều chị sẽ cho em nhiều. Tại nhà em ở đó khó trồng. Nhưng mà dạ, trồng như chị, khả năng như chị là em trồng được nha. Dạ. Đừng có nghĩ là ấy, em sẽ trồng được, cố gắng lên. Thơm hả chị ơi? Thơm lắm. Bởi cái rau mà mình trồng ở nhà là nó cũng khác rau mà mua. Cho em nhìn cây hẹ bên này đi. Quay thấy chị không? Thấy chị. Ủa nhìn ở đây là thấy hả? Dạ, thấy. À ok. Chị cứ sợ không dính cái mặt mẹt chị vô. Dưới đây nuôi chó. À. Hello. Nè quay là cái khung hình là nó phải thẳng vậy nè. Dạ. Kể cả dính cái này, nghiêng nghiêng như vậy là lên lên là nó sẽ không có đẹp. Dạ, phải thẳng. À. Nói chung á là không ai mà làm YouTube mà được nói lượt liền đâu, mình cũng phải tập luyện. Cho nên em cứ làm, em cứ làm, chị chỉ cho. Yên tâm. Thơm quá. Rau này là ăn mì quảng là hợp nhất nè, cống lũi. Ok các bạn ơi, bây giờ là mình hai chị em mình đã hái rau xong rồi nè, để mình quay cho các bạn xem nha. Thành quả nguyên một rổ rau thơm. Đó, nhìn đã không, cái rổ nó to lắm nha các bạn. Đó, nó rổ nó to bằng hai chị em luôn á, mà đây nè quá trời luôn. Trời ơi đã không, để là mình quay chi tiết cho bạn xem nha. Đó, à, lát nữa mình sẽ lựa ra một mấy cái lá lớn này để làm bò cuốn lá tiết tô. Đó, đây là diếp cá này ha, húng lũi này ha, húng lũi nhiều nhiều lắm, dưới này nhiều lắm húng lũi nè. Rau răm là ở dưới cùng rồi. Rau răm là cũng nhiều lắm nha, cả rổ luôn á. Đây nè, thấy không? Đó, rau răm. Trời ơi, nhìn cái rổ rau quá đã luôn. Đó. Rồi các bạn ơi, cảm ơn các bạn đã xem cái tập hai chị em mình cắt rau thu hoạch từ ban công của nhà, thấy hoành tráng ha. Thì nếu mà các bạn thích thì hãy nhấn like và đăng ký kênh nha. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye em Quỳnh. Đây là cái tập này tặng cho em Quỳnh nha.